Dạ vâng, con chào cô nhá. Dạ vâng, thì bọn con cũng trên Bình Dương à. Và hôm nay về tới Bến Tre là quê nhà mình à. Thì hôm nay con tới đây thì trước tiên là con thăm sức khỏe gia đình nhà mình, là thăm cô cũng như là thăm chị Ngân và thăm các con của chị Ngân à. Dạ vâng, thì cô cho con xin phép được hỏi một xíu ha. Dạ cô tên là gì? Cô tên Võ Thị Tám. Dạ cô là gì của chị Ngân ha? Cô là mẹ ruột của chị Ngân. À, cô là mẹ ruột của chị Ngân. Thì câu chuyện về con gái của cô và con rể của cô thì cô đã biết rồi đúng không ạ? À. Dạ vâng, thì con xin mời cô chia sẻ một phần nào đấy để cho toàn thể quý cô chú anh chị và bà con cô bác cộng đồng mạng trong cùng như ngoài nước được biết ạ. Dạ con mời cô. Cũng như thì nó mần ăn thì hồi nó mới về thì nó cũng mua vịt, mua gà, nó mua ghe nữa. Thì cô hồi mới thì cô với chú là tiền bạc từ nào giờ cô gói gọn, gói gọn, cô không có hỏi mắc nợ ai hết. Cô vẫn mần nhà với cô cũng không có hỏi nợ. Nhưng mà nó về thì thấy con nó mần ăn thì cô cũng dai cho nó mần ăn, rồi nó cứ lỗ. Hồi mới thì dai ít thì nó lỗ lả thì cô cứ dai càng ngày càng nhiều lên. Thì hôm rồi này cô vừa rồi này thì cô dai nay cũng là 4 tháng rồi. Là cũng như nó chở cô đi dai là ký tên là 500 triệu. Rồi trong cái thẻ gì đó nó rút 50 triệu là cái đó cô không biết, tại vì cô lên cô đóng lãi cô mới hiểu. Là bây giờ nó điện về là nó nói cái 50 triệu nó rút, rằng nó đưa cho vợ nó đóng lãi. Thì cô cũng giờ cô với chú giấy tờ thì cô chưa ký thì bây giờ cô phải lãnh. Chứ cô cũng đổ rút cho nó. Bây giờ thì cô lãnh, cô không có khả năng trả thì cô sẽ bán đất cô trả cái nợ này cho nó, là cũng như nói nó yên tâm đi, nợ này cô không đổ cho nó đâu. Nó cũng như là bây giờ cô cũng không cái gì, cô cũng cần mấy em mấy cháu giúp đỡ, kêu gọi cho thằng Thiện nó về là đâu đó cho nó đàng hoàng. Công chuyện tiền bạc với ông Xui thì nó với bà Xui thì tự gia đình nó với ông Xui giải quyết. Còn gia đình của cô trên này thì chị em cô sắp xếp bán đất cô trả, cô cũng không có nói là liên quan tiền gì với nó nữa. Rồi nó về đó đâu đó đàng hoàng, nó muốn ở lại nuôi vợ nuôi con nó thì cô cũng không cắt đứt mà. Cái đó thì quyền vợ chồng nó, cô không cắt đứt. Còn nếu nó muốn là ly dị với vợ con nó thì cũng đồng, cô cũng đồng tình chứ cô cũng không ép nó. Thì cái lý do vậy, nó có nghe được thì nó nghe những cái lời cô nói vậy thôi. Dạ cô ơi, cho con xin phép được hỏi là cái số tiền mà cô vừa chia sẻ, tức là anh Thiện đúng không ạ, nhờ cô đi vay 500 triệu à, tại vì đất điện cái thời điểm đó là cách đây mấy tháng rồi cô ạ? Dài năm, dài mỗi lần thì dài cũng như lần trăm mấy rồi 200 rồi lên dài 300 thì cũng nay cũng đâu 3-4 năm gì rồi. Nhưng mà cái lần này là 500 triệu là mới đây vài tháng thôi. Là vay với mục đích của anh chị làm cái gì ạ? Như nó nói dài về đằng trả nợ lỗ dịch lỗ gà từ nào tới giờ. Thì cô cũng thấy vậy, mẹ cứ dài cho con đi rồi con đi mần thì nó mần ra cát, nó chịu đi mần thì một tháng cũng được 10 mấy triệu. Thì con đóng lời đóng lãi rồi thắng từ từ mình trả mẹ. Thì con mà ăn thì nó nói vậy thì cô cũng những lời vậy thôi, nghe vậy thôi. Thì nó đóng lãi đóng lời được thì nó cứ làm chứ. Giờ không lẽ mình để con mình thiếu nợ hoài cơ chú. Nó cũng làm cho trả vậy đi đó, thì cô cũng đi dai cho nó vậy thôi. Và sau khi mà cô biết được cái tin rằng là con rể của cô đã phản bội người con gái của cô đi theo một cái nhân tình mới thì bản thân cô như thế nào? Cô biết được thì cô cũng như tụi nó đi nó nói chuyện mẹ cô kiếm chú Quang này nói chuyện, nhưng mà nói với vợ chồng nó không có nói, cô không có lên trước tại vì cái chuyện của chú nhỏ cô không muốn xem vào. Cô mới ở sao cô không nghe thôi, là cô không biết tới chừng mà cái ngày thằng Thiện mà dẫn con Yến đi ấy, là mẹ của con Yến nó mới nói với cô. Là thằng Thiện nó nói thật, thằng Thiện dẫn con Yến với thằng Thiện trốn đi rồi tám. Là giờ đó cô mới hiểu thôi, là cô hoàn toàn suy sụp. Hoàn toàn không. Dạ cô cứ chia sẻ nha. Cô xúc động rồi cô chú ạ. Cô hoàn toàn lên. Cô biết thương cô với cô thôi. Cô hoàn toàn suy sụp. Nhưng cô cũng có lời ăn ủi với cô. Con ráng đi con. Nói vậy rồi thôi con ráng con sắp con nuôi con đừng rầu buồn gì hết. Nói vậy chứ không rầu sao được. Dạ cô chắc hẳn là rất là đau lòng, tại vì cô đau lòng dữ lắm. Đau lòng cho con gái của mình rất là nhiều đúng không? Đau lòng dữ lắm. Dạ. Cái thằng Thiện này thằng đang bất tử hồi nào gì vậy, nó ở cô này nó không bao giờ nó trả lời với cô. Nói gì rồi nó nghe cô sắp xếp cái gì rồi nó nghe, nó chỉ có tiền bạc là nợ nần thôi chứ.
cô nói gì cô sắp xếp cái gì là nó nghe, cô không lấy không nhờ nó cãi cô tiếng nào hết. Là từ cái ngày mà anh Thịnh bỏ đi cho tới bây giờ, cái ngày mà anh Thịnh bỏ đi á, là cũng đồng thời với cái thời điểm mà nhà mình đang nợ số tiền đó phải nó, bóng lời đúng nó, không? Nó cũng mấy tháng rồi. Hỏi cô hỏi gì cho nó mấy tháng? Nó mới đi. Là anh có bao giờ gọi điện về cho cô không? Hôm lúc rồi nó gọi điện về cũng lâu rồi, đi nó đi đợt đầu nó có gọi điện về. Thì nó nói mẹ ơi để con sắp xếp về con về. Thì cô có nói vậy nè, mẹ ơi, con sắp xếp con về đi nợ nần thì mẹ cũng lo phụ với con. Mẹ không bỏ cho con đâu, con về thì con không thương vợ con cũng còn thương con. Dạ. Vậy con mang con nuôi hai đứa con đi. Dạ. Mẹ giờ mẹ cũng cái chuyện gì lỡ rồi mẹ cũng bỏ qua hết, mẹ không giúp cô gì nữa. Dạ. Rồi anh Thiện, anh có nói sao không cô? Nó để con tiếp con về. Rồi là lâu nay chừng cả tháng mấy nay là, 2 tháng nay là nó không có điện cho cô. Không điện cho cô gì hết. Cái thời điểm mà mẹ của anh Kha, à mẹ của chị Yến, tức là mẹ vợ của anh Kha, là có thông báo cho cô biết rằng là con rể của cô đi theo chị Yến đúng không ạ? Mà nó ở với mà xui chị á, cũng như chị nghe phong phanh chị không hiểu gì hết. Chị nghe nói đi chị không hiểu gì hết. Nó mới xuống dưới nhà của bà xui chị á. Nó mới ở dưới, chị mới tức quá trời, chị không biết cái vụ gì, chị mới đạp xe đạp xuống dưới. Xuống dưới rồi con Yến nó mới hỏi chị. Nó là mẹ của con Yến, mẹ của con Yến nó mới nói là thằng Thiện, bữa nay con mới nói cho bà nghe, con sợ bà rầu. Bữa nay con nói cho bà nghe là thằng Thiện nó dẫn con Thiện với con Yến nó đi rồi. Giờ là cô mới hay thôi chứ còn ngoài ra cô không hay. Cái mối quan hệ của cô và mẹ của chị Yến là bà con hay sao? Không có bà con nhưng mà từ nào thì cũng không có gặp nhau. Biết vậy thôi chứ không có gặp nhau. Chưa bao giờ gặp nhau. Mà biết mà ngoại nó thì cũng như ở xóm bên đê vậy đó. Thì qua lại thì chị biết thôi chứ còn cũng không có chơi với nhau mà cũng không có gì hết. Ủa là cùng quê Bến Tre hay gì ạ? Cùng quê luôn, mẹ nó bà ngoại nó là ở bên Bến Tre. Dạ. Thì cô ơi, thì cái hoàn cảnh của gia đình nhà mình ấy, như chị Ngân cũng chia sẻ đấy, thì rất là khó khăn đúng không ạ? Khó khăn bây giờ. Dạ. Rất khó khăn. Thì cô có thể cho con hỏi ha, cái cuộc sống của gia đình nhà mình hiện tại thì cô, cái mức thu nhập của cô như thế nào? Thì giờ cô nói nghe là hồi đó nó mà nó thiện tháng cũng 10 mấy triệu, nhiều khi sửa sụng cho con nó thì nó lo. Dạ. Cô chăn nuôi á, thì heo á, thì cái tỷ giờ cô bán heo thì đông ra nuôi cũng đâu có lời bao nhiêu, con heo cũng lời vài trăm ngàn, thì chúng con cũng lời được vài triệu, thì cái đó cô gạo thóc đồ ăn đủ hàng ngày. Dạ. Đó, chứ còn con nó thì nó hồi đó thì sửa sùng thì nó lo. Dạ. Cô cũng giúp đỡ chút đỉnh thôi chứ cô cũng đâu có gì đâu mà giúp đỡ nhiều. Dạ. Từ ngày nó đi tới giờ thì nói chung là bên cô cầu gì mà thì ai giúp được cái gì giúp. Dạ. Thì giờ cô cũng không có khả năng nào mà giúp nổi. Tức là bây giờ cô cũng đã hết khả năng để giúp đỡ con của mình rồi đúng không ạ? Thì giờ có ăn không đâu, có cháu không cháu không, giờ cô cũng không bỏ được. Dạ. Bỏ thì cô không bỏ. Mình nuôi thì vất vả thôi, tôi có. Rồi cuộc sống hàng ngày thì chị Yến và các cháu có đủ ăn không? Thì cũng như thì có cơm ăn cơm, còn sữa dùng thì cũng nhờ dồn xóm cho. Dạ. Mua cho ăn lần lóc hai lóc chứ chồng xóm cũng nghèo đâu có cho được lần thùng cơ. Rồi cái căn nhà mình đang ở đây có bao giờ mà mưa bị dột nước xuống không? Dột dữ lắm con, đây này dột lắm đúng không? Cho nên nó đi rồi cô mới sợ con cháu cô chứ nó sợ nó nhắm ở nhà đây, cô bây giờ kêu đi về dưới ở với cô đi. Dạ. Chứ cô không có để cho nó ở đây, con nó còn nhỏ. Dạ. Ở đây bằng đi bằng hôm mấy thì nhờ ông xui. Ông xui tối ông xui lên ông ngủ. Dạ. Ngủ ông giữa về dùm tụi nó thì về dưới ngủ với cô. Dạ. Cô chứ cũng heo quéo rồi, cô đâu có dám bỏ bằng đi bằng hôm. Dạ. Thì sao lương của ổng thì tháng ổng lãnh được 1.6 triệu. Dạ. Thì cũng như mẹ có cũng nhín nhúc ra thì chén chút mua đồ ăn cho con á. Đi học đi hành về không có đồ ăn, cô rớt được miếng nước mắm không không. Dạ. Có đồ ăn nó học hành đâu có đổi. Còn bé lớn của con nhà chị Ngân đó là học lớp 6 ha. Thì cái mức học phí của nó gia đình nhà mình có lo nổi không? Thì giờ cứ thầy cô yêu thì cũng phải đáng lắm, cái nào cũng phải đáng. Nào là tiền sửa, tiền tả, rồi là tiền, chắc là không mất tiền bỉm đâu cô ha. Chỉ mất tiền sửa với lại tiền ăn uống này kia, rồi những lúc cháy gió trời ốm đau ha.
Dạ. Thì đóng thì cô, thầy cô kêu thì đóng. Ngày qua nó nói nghe đứt ruột nó mẹ. Không phải. Thì kêu đi học bơi mà đóng 10 ngàn, con không có tiền con mượn chị Phụng. Mới nói con, sao con không hỏi con xin hoài. Thầy xin mẹ con nó biết khó không mà con xin đi con đi mượn. Quá đáng rồi. Con đi mượn 10 ngàn con đóng không vậy? Thưa quý cô chú anh chị và bà con cô bác, cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước thì cái hoàn cảnh của gia đình nhà cô cũng như gia đình nhà chị Ngân thật sự rất là khó khăn. Thì em quay cái video này lên, em rất mong muốn rằng tất cả các nhà hảo tâm, các cô chú mạnh thường quân trong cũng như ngoài nước nếu có xem được cái video này thì em mong muốn làm sao là các cô các chú giúp đỡ một phần nào đó để cho chị Ngân có một cái số tiền để chăm lo cho các con, để cho bé của chị được đến trường như bao đứa trẻ khác, và để cho bé có một cái những cái bữa cơm được đầy đủ hơn một xíu nữa, tại vì cuộc sống thực tế của mẹ con nhà chị Ngân rất là khó khăn, cũng như câu chuyện của mẹ ruột chị Ngân vừa chia sẻ. Đó là mong muốn của em. Thì nếu quý cô chú anh chị và con cô bác nào muốn giúp đỡ chị Ngân, giúp đỡ các bé để có được một cái cuộc sống ấm no hơn thì cô chú anh chị liên lạc về với số điện thoại của chị Ngân. Cô có nhớ số điện thoại của chị Ngân không? Không, cô nhớ không. Số điện thoại của cô là bao nhiêu? Cô không biết số điện thoại cô nữa. Anh trai kêu chị Ngân vô đây đọc cho em cái số điện thoại. Đây số điện thoại nó đi. Chị Ngân. Chị đọc lại cái số điện thoại cho em ha. Chị vào đây, chị đứng đây đi ha. Chị ngồi đây. Chị Ngân ơi, chị đọc cái số điện thoại của chị ha. Dạ. Chị đọc đi. 0345. Dạ. 293. Dạ. 992. Dạ. Kính thưa quý cô chú anh chị và con cô bác cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước, thì vừa rồi là số điện thoại của chị Ngân. Thì em cũng mong muốn làm sao là có các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân giúp đỡ một phần nào đó để cho chị có một chút để lo toan cho cuộc sống gia đình và chăm lo cho các con được tốt hơn. Thì điều kiện và hoàn cảnh nhà chị Ngân thực tế bây giờ là vô cùng khó khăn. Chị không có đủ khả năng để tiếp tục lo cho cuộc sống của các con được đầy đủ hơn, và chỉ nhờ vào bà ngoại. Như câu chuyện của bà ngoại cũng chia sẻ thì hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Thì em quay clip này lên, em rất mong được sự đồng cảm và được sự hỗ trợ từ tất cả quý cô chú anh chị. Dạ rồi, thì cô ơi, con cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Thì con cũng chẳng biết nói gì hơn là con chúc cho cô cũng như chúc cho chị Ngân, các con của chị Ngân thật nhiều sức khỏe và cố gắng hết sức để gia đình nhà mình có một cái cuộc sống tốt hơn cô nha. Dạ rồi, thì cô cũng đừng quá đau buồn quá cô nha. Dạ, thì con cũng tới đây thì con thăm sức khỏe gia đình nhà mình, và con cũng lắng nghe cái câu chuyện vừa rồi của cô chia sẻ để con ghi hình lại và chia sẻ cho tất cả quý cô chú anh chị cùng được biết cô ạ. Dạ rồi, con chào cô nhá. Dạ rồi, em cũng... Cô nói đi ạ. Cô nói sự thật, giờ cô cũng cầu xin con Yến. Dạ. Cô quay về đi dọc cái con đó đi. Nó vô tha chờ thiền quay về. Con nói trên nhà cô không biết nói gì cho con. Con khổ dữ lắm con ơi. Trường thiện nó coi được cái clip này, nó sẽ nghĩ lại coi con thôi nhà khổ bực nào. Thằng đó hồi đó nó uống lắm chứ đâu phải vậy. Từ hồi mà nó bỏ đi tới giờ nó ăn thiếu không nó ốm vậy đó. Thấy đức từ đổ ruột con ơi. Dạ hết chưa cô ha. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ rồi, con chào cô. Dạ em chào luôn nào quý cô chú chị. Mấy đứa các con ấy. Dạ, dạ. Nhờ các con giúp đỡ dùm cho mẹ con nói, chứ nhà cô cũng không biết nói gì. Dạ. Con chào cô. Dạ.